Chào các bạn và các em. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài số 1. My new school, part 2. Trong chương trình sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới, kết nối tri thức với cuộc sống. Các bạn và các em thân mến, để chúng ta có thêm các bài giảng tham khảo, các bạn và các em hãy tìm chương trình mới trung học cơ sở trung học phổ thông trên trang YouTube. Hãy đăng ký và theo dõi. Trên kênh sẽ có rất nhiều bài giảng thuộc các môn văn hóa cơ bản để chúng ta cùng tham khảo. Bây giờ, chúng ta cùng quay trở lại với nội dung chính của bài học. Unit 1, My New School, Part 2, A Closer Look 1. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học 5 nội dung sau đây. 1. Vocabulary, gồm có 3 nội dung. 2. Pronunciation, với 2 nội dung. Bây giờ, chúng ta cùng lần lượt thực hiện các nội dung của bài tập. Chúng ta vào nội dung số 1, nhiệm vụ số 1. Listen and repeat the words. Hãy nghe và nhắc lại từ mới. Ở đây, chúng ta học một số từ mới liên quan đến chủ đề học tập. Vocabulary. Bây giờ chúng ta cùng nghe và nhắc lại. Unit 1. My new school. Page 8. A closer look. 1. Vocabulary. Activity 1. Listen and repeat the words. School lunch. English, history, homework, exercise, science, football, lessons, music. Khi nghe và nhắc lại, chúng ta nhớ đến phần trọng âm của từ khi nhắc lại. Chúng ta nhớ là hãy nhắc lại theo đúng phần trong băng đài đã hướng dẫn. Ở đây cô đã cung cấp cho chúng ta cả phần nghĩa bằng tiếng Việt, nhưng chúng ta nghe lại một lần nữa và nhớ nhắc lại cho đúng trọng âm. Unit 1. My new school. Page 8. A closer look. 1. Vocabulary. Activity 1. Listen and repeat the words. School lunch. English. History. Homework. Exercise. Science. Football. Lessons. Music. Và chúng ta thấy ở đây đa số là những từ có hai âm tiết và đều là danh từ. Và hai âm tiết là danh từ thì trọng âm sẽ rơi vào âm số 1. Ví dụ English, History, Homework, Exercise, Science, Football, Lesson, Music. Chúng ta lưu ý phần phát âm. Chúng ta sang nhiệm vụ số 2. Word in pairs. Put the words in one in correct columns. Hãy sử dụng những từ ở trong bài tập số 1 và điền chúng vào đúng cột của nó. Ở đây, cô đã có một số gợi ý cho chúng ta đây rồi. Ví dụ như là sports, chúng ta sẽ dùng động từ chơi. Task, chúng ta dùng động từ do. School things, chúng ta dùng động từ have là có. Và ở đây, trên đây là những phần bài tập, những từ mới nằm trong phần bài tập số 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi. Play football. Play music. Do homework. Do exercise. Have school lunch. Have lesson. Study English. Study history. Study science. Vậy chúng ta lưu ý ở đây cho cô. Chúng ta có động từ play, do, have và study thì nó tương ứng với các hoạt động hay là những động từ này là những từ đi theo nó. Chứ chúng ta cũng không thể dùng play homework hoặc play school lunch được. Mà chúng ta phải nhớ play football, play music, play sport. Tương tự như thế với các động từ còn lại. Và add, can you add more words to each column? Em có thể điền thêm các từ vào trong từng cột không? Ví dụ ở cột play
sport, các em có thể là play badminton, đúng không? Trong cột do, do exercise, do homework, do task, do assignment, have, có những cái gì, hoặc study, môn học nào, chúng ta có thể điền thêm vào phía dưới này. Nếu như các em điền càng nhiều thì chứng tỏ rằng các em càng nhớ được nhiều từ mới. Chúng ta cùng sang phần kết luận như sau. Play sport thuộc các môn thể thao. Musical instrument, play thuộc các chơi các loại nhạc cụ và chơi games, các trò chơi. Do thì chúng ta có housework. Do housework là làm những công việc nhà. Do yoga, do aerobics, làm các môn, thực hiện các môn thể dục điệu hoặc yoga. Have thì dùng cho các bữa ăn, đúng không? Bạn bè hoặc là công việc. Study thì dùng cho ngôn ngữ, kỹ năng về các môn học ở trường. Đấy, chúng ta nhớ đây là các động từ sử dụng ở trong trong cái quá trình sử dụng ngôn ngữ. Chúng ta thấy là không phải từ nào chúng ta có thể cũng thể điền được, mà là nó phải đi cố định với nhau, đúng không nào? Chúng ta sang nhiệm vụ số 3. Put one of this word in each blank. Hãy điền một từ trong những từ sau đây vào chỗ trống. Hay nói cách ở đây là chúng ta, nhiệm vụ chúng ta sẽ là có 5 từ mới. Nhiệm vụ chúng ta sẽ điền vào 5 câu để hoàn thành câu. Chúng ta phải điền làm sao cho câu nó có nghĩa. Câu số 1. Vi and I often do our homework after school. Vi và tôi thường làm bài tập sau trường học, sau khi mà học ở trường về. Câu số 2. Nick plays. Chơi đúng không? Thì phải là football. Chúng ta vừa học xong rồi. Do homework, play football. Nào. Mrs. Nguyen teaches my history lesson. Đó. They are healthy. Họ rất là, trông họ rất là khỏe khoắn. They do exercise every day. Họ tập thể dục hàng ngày. I study math, English and science on Monday. Tôi học môn toán, môn tiếng Anh và môn khoa học vào ngày thứ hai. Bây giờ chúng ta sang nhiệm vụ số 4. Listen and repeat. Hãy nghe và nhắc lại. Pay attention to the sounds. Hãy chú ý phần phát âm. Bây giờ chúng ta hãy nghe xem gồm những phần phát âm của từng từ này. Họ phát âm như thế nào đã nhé. Chúng ta nhớ phát âm cho chính xác này. Unit 1. My new school. Page 8. A closer look. 1. Pronunciation. R and A. Activity 4. Listen and repeat. Vậy thì chúng ta đã thấy là chữ đầu tiên ở đây chúng ta đọc là A. Nghĩa là chữ A này là dài. Và A có nghĩa là chữ A này là ngắn. Nhiệm vụ chúng ta hãy nghe và nhắc lại. Vừa nghe vừa nhắc lại những từ mà các bạn sẽ nghe ở trong phần ghi âm này. Pay attention to the sounds A and A. One. A. Smart. Art. Carton. Class. Two. A. Subject. Study. Monday. Compass. Ở đây chúng ta đã thấy có từ rồi đúng không? Bây giờ chúng ta đã nhận ra được các từ mà chúng ta đã học rồi. Nhưng phần phát âm của chúng là khác nhau. Không phải là chữ nào cũng đọc là A được. Mà chúng ta sẽ có phần phát âm A. A dài hơi hơn. Và A là chữ A ngắn hơi hơn. Bây giờ chúng ta cùng nghe và nhắc lại một lần nữa để chúng ta có phần đọc các từ mới và phát âm các từ mới bằng tiếng Anh thật chuẩn mực nhé. Unit 1. My new school. Page 8. A closer look. 1. Pronunciation. R and A. Activity 4. Listen and repeat. Pay attention to the sounds A and A. 1. A. Smart. Art. Carton. Class. 2. A.
Subject. Study. Monday. Compass. À, chúng ta nhớ luyện tập nhiều lần thì chúng ta sẽ đọc được. Chúng ta sang nhiệm vụ số 5. Listen and repeat. Hãy nghe và nhắc lại. Then listen again and underline the words with the sound R and R. À, sau khi nghe và nhắc lại thì hãy gạch chân những từ có phát âm là A và A, A và A, A and A. Chúng ta nghe và nhắc lại trước. Unit 1. My new school. Page 8. A closer look. 1. Pronunciation. R and A. Activity 5. Listen and repeat. Then listen again and underline the words with the sounds A and A. 1. My brother has a new compass. 2. Our classroom is large. 3. They look smart on their first day at school. 4. The art lesson starts at 9 o'clock. 5. He goes out to have lunch every Sunday. Thế là chúng ta thấy là khi họ đọc mẫu xong, chúng ta có thể đọc được ngay. Nhưng bây giờ nhiệm vụ chúng ta sẽ tiếp tục, đó là khi nghe và chúng ta biết là chúng ta phải biết được rằng âm nào được đọc là A và âm nào được đọc là A. Chúng ta hãy nghe một lần nữa và gạch chân những từ có phát âm là A and A. Unit 1. My new school. Page 8. A closer look. 1. Pronunciation. A and A. Activity 5. Listen and repeat. Then listen again and underline the words with the sounds A and A. 1. My brother has a new compass. 2. Our classroom is large. 3. They look smart on their first day at school. 4. The art lesson starts at 9 o'clock. 5. He goes out to have lunch every Sunday. Và chúng ta thấy là các âm, những từ nào có phát âm là A và những từ nào có phát âm là A rất là rõ ràng, đúng không nào? Cô hy vọng rằng chúng ta sẽ tập 5 câu này, tập đi tập lại nhiều lần để chúng ta có thể phát âm phần A và A làm sao cho chính xác. Các bạn và các em hãy tìm bài giảng bằng cách đánh từ khóa chương trình mới Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên trang YouTube. Hãy đăng ký và theo dõi. Trên kênh sẽ có các bài giảng thuộc các môn văn hóa cơ bản để chúng ta cùng tham khảo. Hẹn gặp lại các bạn và các em ở những bài học sau.